Phẩm Thánh Hạnh, phẩm thứ 7, phần 1. Lúc ấy Đức Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát nên đối với kinh Đại Niết Bàn này chuyên tâm suy xét về năm hạnh. Những gì là năm hạnh? Một là thánh hạnh, hai là phạm hạnh, ba là thiên hạnh, bốn là anh nhi hạnh và năm là bệnh hạnh. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát thường nên tu tập năm công hạnh ấy. Lại còn một hạnh nữa gọi là hạnh Như Lai, đó là nói kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Ca Diếp, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập thánh hạnh như thế nào? Bồ Tát Ma Ha Tát hoặc theo Thanh Văn hoặc theo Như Lai được nghe kinh Đại Niết Bàn này, nghe rồi liền sanh lòng tin, tin rồi nên suy xét rằng chư Phật Thế Tôn có đạo cao trỗi hơn hết, có chánh pháp lớn lao, có đại chúng tu hành chân chánh, lại có kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Nay ta nên vì lòng ái mộ và ham muốn kinh Đại Thừa mà lìa bỏ vợ con quyến thuộc thân ái, nơi ăn trốn ở, vàng bạc chân bảo, chuỗi ngọc tốt đẹp, hương hoa kỹ nhạc, tôi tớ hầu hạ, cái trai lớn nhỏ, voi ngựa xe cộ, bò dê gà chó, mọi thứ. Lại suy xét rằng đời sống gia đình chặt hẹp tù túng dường như lao ngục, hết thảy phiền não đều do đó mà sanh ra, xuất ra thì rộng rãi thoáng đãng dường như hư không, tất cả pháp lành do đó mà nảy nở tăng trưởng. Nếu ở nhà thì chẳng được suốt đời tu tập hạnh thanh tịnh, nay ta nên cạo râu xuống tóc xuất gia tu đạo. Suy xét như vậy rồi, tự thấy nhất định phải xuất gia tu học đạo Bồ Đề vô thượng chân chánh. Khi Bồ Tát muốn xuất gia như vậy, Thiên Ma Ba Tuần hết sức khổ não, tự nói rằng Bồ Tát ấy rồi sẽ cùng ta khởi cuộc chiến tranh. Thiện nam tử, nhưng vị Bồ Tát như vậy có lý nào lại gây sự chiến tranh với kẻ khác? Lúc ấy Bồ Tát liền đến tăng phường, nếu gặp được Như Lai và đệ tử Phật oai nghi đầy đủ các căn thanh tịnh, trong lòng liền được nhu hòa, trong sạch, tịch diệt, liền cầu xin xuất gia, cạo râu xuống tóc, mặc ba tấm pháp y. Khi xuất gia rồi, nghiêm giữ mọi giới cấm, oai nghi chọn đủ, đi đứng an tịnh, không xúc phạm bất cứ ai, cho đến đối với tội nhỏ cũng danh lòng sợ sệt. Tâm giữ giới của Bồ Tát ấy bền chắc như kim cang. Thiện nam tử, ví như có người dùng một cái phao để bơi qua biển cả. Bây giờ giữa biển có một quỷ la sát bám theo người ấy hỏi xin cái phao. Nghe xong người ấy liền suy nghĩ rằng, nay nếu ta cho cái phao ắt phải bị chết chìm. Bèn đáp rằng, la sát thả ngươi giết ta đi chứ ngươi không thể lấy cái phao này. La sát lại nói rằng, nếu ông không thể cho tôi cả cái phao thì xin thương tình cho tôi phân nửa. Người ấy cũng không chịu. La sát lại nói, nếu không thể cho tôi phân nửa mong ông rủ lòng cho tôi 1/3. Người ấy cũng chẳng thuận. La sát lại năn nỉ, nếu chẳng được vậy cũng nên thí cho tôi một miếng chỉ bằng bàn tay. Người ấy cũng nhất định không chịu. La sát lại nói, nay nếu ông không thể cho tôi một miếng bằng bàn tay, tôi đây phải chịu đói khổ bức bách, cầu xin ông giúp cho tôi một mảnh nhỏ bằng hạt bụi cũng được. Người ấy đáp rằng, suốt đòi hỏi của ông thật cũng không nhiều, nhưng nay tôi phải vượt biển không biết gần xa như thế nào. Nếu tôi cho ông dùng một mảnh nhỏ, không khí trong phao sẽ theo đó mà thoát dần ra hết. Như vậy tôi biết nhờ vào đâu để vượt qua biển cả, giữa đường ắt phải chìm xuống nước mà chết. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát giữ gìn giới cấm cũng vậy, nhưng người vượt biển khéo giữ gìn cái phao. Bồ Tát trong khi giữ gìn giới cấm như vậy thường có bọn la sát hung dữ là các phiền não đến nói rằng, ông nên tin tôi chẳng bao giờ lại lừa dối ông. Nếu chỉ phá 4 giới cấm nặng thôi, còn giữ đủ các giới khác, nhỏ nhân duyên ấy sẽ vẫn được yên ổn vào Niết Bàn. Lúc ấy Bồ Tát nên đáp rằng, thà ta giữ giới cấm ấy mà vào địa ngục A Tỳ, chứ quyết không hủy phạm để sanh lên cõi trời. La sát phiền não lại nói rằng, như ông không thể phá 4 giới cấm nặng, vậy nên phá các giới tăng tàn. Nhờ nhân duyên ấy ông sẽ được yên ổn, được vào Niết Bàn. Bồ Tát cũng không nên nghe theo lời xúi dục ấy. La sát lại nói rằng, như ông không thể phạm các giới tăng tàn, cũng nên phạm tội thâu lan già. Nhờ nhân duyên ấy ông sẽ được yên ổn và được vào Niết Bàn. Lúc ấy Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. La sát lại xúi dục rằng, như ông không thể phạm thâu lan già, vậy ông có thể phạm xá đọa. Nhờ nhân duyên ấy ông sẽ được yên ổn, được vào Niết Bàn. Lúc ấy Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. La sát lại nói, như ông không thể phạm xá đọa, nên phạm ba giật đề. Nhờ nhân duyên ấy ông sẽ được yên ổn, được vào Niết Bàn. Lúc ấy Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. La sát nói tiếp rằng, như ông không thể phạm ba giật đề, tôi xin ông hãy hủy phá giới đột kiết la. Nhờ nhân duyên ấy ông sẽ được yên ổn, được vào Niết Bàn. Lúc ấy Bồ Tát tự suy nghĩ rằng, ngày nay nếu ta phạm tội đột kiết la và không tự bộc lộ, ta không thể sang đến bờ bên kia của biển sanh tử mà được Niết Bàn.
Bồ Tát Maha Tát đối với các giới nhỏ nhất trong giới luật cũng giữ gìn một cách kiên cố, tâm bền chắc như kim cang. Bồ Tát Maha Tát giữ gìn bốn giới cấm nặng cho đến các giới độ tiết la, kiên trì cẩn trọng như nhau, không có sai khác. Nếu Bồ Tát giữ gìn được kiên trì như vậy, tức là thành tựu đủ năm phần của giới. Đó là thành tựu giới làm thanh tịnh các nghiệp căn bản của Bồ Tát, giới làm thanh tịnh các hành vi liên quan khác trước đây và sau này, giới làm thanh tịnh sự nhận thức, thấy biết xa lìa những nhận thức sai lầm xấu ác, giới làm thanh tịnh mọi ý niệm, luôn duy trì giữ gìn chánh niệm và giới hồi hướng mọi công đức về quả vị A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đà. Cả giết vị Bồ Tát Ma Ha Tát này lại có đủ hai thứ giới, một là giới nhận lãnh thọ, học những kiến thức thế tục, hay là giới thành tựu chánh pháp. Nếu Bồ Tát giữ giới thành tựu chánh pháp thì không bao giờ làm việc xấu ác. Nếu muốn giữ giới nhận lãnh thọ, học những kiến thức thế tục thì trước hết phải theo đúng pháp Tác Bạch Tứ Yết Ma, rồi sau đó mới được thọ nhận. Lại nữa, thiện nam tử có hai thứ giới, một là giới có tính chất quan trọng, hai là giới nhằm ngăn ngừa sự ganh ghét của thế gian. Giới có tính chất quan trọng là nói bốn giới cấm nặng. Giới ngăn ngừa sự ganh ghét của thế gian là không làm những điều như buôn bán, cần non, đồng thiếu, dối gạt người khác, cậy thế lực kẻ khác, chiếm đoạt tài vật người khác, cố ý hại người, phá hoại sự thành công của người khác, lười nhác ngủ ngày, làm ruộng trồng cây, khuếch trương sự nghiệp riêng, không vì lợi mà nuôi voi, ngựa, bò, dê, lạc đà, lừa gà, chó, khỉ, chim sẻ, chim két, chim cộng mạng, câu chỉ la, chó sói, cọp beo, mèo trồn hoặc các thú dữ khác, không tích lũy chứa giữ những thứ như xe cộ, kẻ hầu hạ, trai gái lớn nhỏ, hoặc vàng bạc lưu ly, pha lê, trân châu, sa cừ, mã não, san hô, ngọc bích, các thứ ngọc thạch, chén bát bằng đồng đỏ, thiếc trắng và bằng thau, y phục dệt bằng lông thú hoặc ghép bằng lông chim, tất cả các giống lúa, gạo, lúa mạch lớn, lúa mạch nhỏ, đậu mè, bắp, nếp, đồ ăn còn sống hoặc nấu chín. Người giữ giới chỉ ăn mỗi ngày một bữa, đã ăn rồi thì không ăn nữa. Nếu đi khất thực hoặc khi ăn chung với chúng tăng, thường tự biết no bụng thì dừng, không nhận sự mời thỉnh đặc biệt, không ăn thịt, không uống rượu, không ăn năm món cay nồng. Nhờ vậy trong thân không có mùi hôi, thường được chư thiên và tất cả người đời cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Những kẻ nhanh chân bước vội vì miếng ăn, rốt cùng không thể được sống lâu. Người giữ giới chỉ nhận lãnh y phục vừa đủ che thân, dù đi tới đâu cũng có đủ ba tấm pháp y và bình bát, không lìa hai món ấy như con chim không lìa đôi cánh. Người giữ giới không tích lũy chứa giữ các loại củ rễ, thân mắt ghép, nhánh ghép, hạt giống của cây, không tích lũy chứa giữ kho báu như vàng bạc, đồ ăn uống, chất chứa nơi nhà bếp và trong kho lẫm, áo quần, đồ trang sức, giường cao rộng lớn, giường bằng ngà voi và bằng vàng, những món thêu dệt sặc sỡ chẳng nên dùng làm nệm ngồi, không chứa chữ những chiếu dệt bằng các nguyên liệu nhỏ mịn, không ngồi trên bành voi yên ngựa, không được dùng loại vải nhỏ mịn và đẹp mà trải giường nằm, ở đầu giường không được để hai cái gối, cũng không được nhận giữ gối rất đẹp màu đỏ hoặc gối bằng cây sơn thép màu vàng, không khi nào xem những cuộc đấu tranh giữa voi ngựa chiến xa quân đội cho đến đàn ông đàn bà, bò dê, trâu, gà, trĩ, két, cũng không được cố ý đến xem chiến trận. Người giữ giới cũng không được lắng nghe những tiếng sáo, địch, ốc tù và tiếng trống, tiếng đàn cầm, đàn sắt, đàn tranh, đàn không hầu cùng mọi tiếng ca nhạc múa hát, chỉ trừ những âm thanh để dâng lên cúng dường Phật, không tham gia các trò vui đánh cờ đánh bạc, trò ba la tắc, không xem các loại sư tử voi đấu nhau, không chơi đánh cờ, sáu môn cờ bạc ăn thua, đánh cầu ném đá, thảy hộ dắt đường, chơi cờ tám đường quanh thành. Nói chung hết thảy, mọi trò vui đùa bỡn cợt đều không nên tham dự hoặc đến xem. Người giữ giới cũng không được xem tướng tay, chân, mặt, mắt, không được dùng móng chân, móng tay, gương soi, cỏ thi, nhành dương, bát thủ, sợ người mà làm quẻ bói, cũng không được ngước nhìn các vì sao trên trời trừ phi để phá tan cơn buồn ngủ. Không được nhận những sứ mạng đi lại do kẻ có quyền chức giao phó, không đem việc người này nói với việc kia, đem việc người kia nói với việc nói với người này,
không bỏ đỡ nịnh hót sống bằng tà mạng, cũng không được nói việc vô quan, trộm cướp đấu tranh, ăn uống cùng những việc thất mùa đói kém, lo âu sợ sệt, no đủ vui sướng an ổn trong cõi nước. Thiện nam tử đó gọi là giới mà vị Bồ Tát giữ theo để ngăn ngừa sự ganh ghét của thế gian. Thiện nam tử Bồ Tát Mahātát giữ chọn những giới ngăn che chế ngự như vậy cũng không hề xem nhẹ hơn các giới có tính chất quan trọng. Thiện nam tử Bồ Tát Mahātát sau khi thọ trì các giới cấm như vậy rồi liền phát nguyện rằng: thà tôi đem thân này lao vào hầm sâu lửa dữ, chứ quyết không bao giờ hủy phạm các giới cấm mà chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại đã chế định. Chẳng hạn như làm những việc không trong sạch với người nữ thuộc dòng sát lị, bà la môn, trường giả hay cư sĩ. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Mahātát lại phát nguyện rằng: thà ta dùng sắt nóng đắp quanh thân hình, chứ quyết không bao giờ dám nhận y phục của người đàn Việt có tín tâm khi tự mình đã phá giới. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Mahātát lại phát nguyện rằng: thà ta bỏ hòn sắt nóng vào miệng nuốt, chứ quyết không bao giờ dám dùng đến những thức ăn uống của người đàn Việt có tín tâm khi tự mình đã phá giới. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Mahātát lại phát nguyện rằng: ta thà nằm trên sắt nóng, chứ quyết không bao giờ dám thọ nhận giường nằm, nệm gối của người đàn Việt có tín tâm khi tự mình đã phá giới. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Mahātát lại phát nguyện rằng: thà thân ta phải chịu đựng 300 mũi giáo, chứ quyết không bao giờ dám nhận thuốc men của người đàn Việt có tín tâm khi tự mình đã phá giới.